Kính chào quý vị, Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Hai thanh niên cứu người trong đám cháy nhà trọ tiếp tục được khen thưởng. Ngày 27 tháng 5, tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cho biết, ông Phạm Đình Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã ký quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cho hai thanh niên Hoàng Anh Tuấn, ngụ xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, Đồng Văn Tuấn, ngụ xã Trực Khang, huyện Trực Ninh khi tham gia cứu người mắc kẹt trong vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Kèm theo quyết định tặng thưởng, mỗi cá nhân được nhận 2,7 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí khen thưởng của tỉnh Nam Định. Cùng ngày, ông Phạm Trọng Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trực Ninh, Nam Định cũng đã ký có quyết định khen thưởng đối với anh Đồng Văn Tuấn, công dân có hộ khẩu trên địa bàn huyện vì có hành động dũng cảm cứu người trong vụ cháy. Trước đó, ngày 26 tháng 5, các anh Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn cùng hai người khác đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư khen. Trong thư, Thủ tướng cho biết rất xúc động khi được biết các anh Phạm Quốc Luật, Nguyễn Kim Long, Hoàng Anh Tuấn, Đồng Văn Tuấn đã dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, dùng thang leo lên tầng cao và sử dụng búa tạ để đập tường kịp thời giải cứu các nạn nhân trong vụ cháy. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương, khen ngợi hành động mưu trí, dũng cảm của các anh. Đây là tấm gương sáng điển hình về tinh thần quả cảm, nghĩa hiệp, yêu thương của con người Việt Nam, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống nhân ái của dân tộc ta, như câu ca dao, dẫu xây 9 bậc phủ đồ, chẳng bằng làm phúc cứu cho một người. Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan có chế độ, chính sách, hình thức biểu dương, khen thưởng phù hợp, xứng đáng cho những công dân đã có thành tích xuất sắc cứu người trong vụ cháy nêu trên. Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, ngôi nhà ở số 1, ngách 43/98/31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy bất ngờ bốc cháy. Phát hiện cháy, thấy chủ nhà ở tầng 2 thò tay qua cửa sổ cầu cứu, anh Phạm Quốc Luật chạy đi tìm thang, búa và dụng cụ cứu người. Anh Nguyễn Kim Long lấy thang, búa hỗ trợ cho anh Luật. Anh Hoàng Văn Tuấn giữ thang để anh Đồng Văn Tuấn trèo lên bức tường tầng 2 dùng búa tạ đập tường. Vì thang tre ngắn và người nhỏ nhắn nên lực búa đập tường của anh Đồng Văn Tuấn không được mạnh. Lúc này, các anh Nguyễn Kim Long đưa thêm thang dây cho Hoàng Văn Tuấn để Đồng Văn Tuấn mắc vào cửa sổ trèo lên cao, bám tay vào thang, tiếp tục dùng búa tạ đập tường. Hai anh Đồng Văn Tuấn, Phạm Quốc Luật hợp sức, thay nhau đập cho đến khi thủng bức tường, đủ để 4 người trong gia đình chủ nhà chui ra ngoài. Mọi người xung quanh cùng hỗ trợ đưa từng người xuống dưới. Vụ hỏa hoạn khiến 14 người tử vong, 6 người bị thương. Hiện, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Vụ cháy kinh hoàng thuộc một nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người chỉ trong một thời gian ngắn. Ngoài những mất mát không thể đong đếm, câu chuyện phòng chống hỏa hoạn đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Ngay sau khi vụ cháy diễn ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo liên quan tới vụ cháy nhà dân tại hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, khiến 14 người tử vong. Hơn 0 giờ ngày 24 tháng 5, lửa bùng lên tại căn nhà 3 tầng tại hẻm 31. Ngay khi nhận tin báo, Công an thành phố Hà Nội điều động cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng khẩn trương đến hiện trường phối hợp chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đồng thời, nhiều mũi trinh sát xông lên tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này, lửa đã bùng phát mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân. Khói và khí độc bao trùm khu vực rộng lớn, các lực lượng phá khóa cổng chính, đập ô cửa sổ tiếp cận bên trong và kịp thời cứu 7 người mắc kẹt. Đến 1 giờ 26 phút lửa tắt, thống kê sơ bộ có 14 người tử vong. Ngôi nhà hơn 20 người sinh sống gồm gia đình chủ nhà và người thuê trọ này, ban ngày bày biện hàng hóa là thiết bị xe điện, đêm về chật kín xe máy, xe điện. Kể về thời khắc kinh hoàng, anh Nguyễn Vũ Khang, 35 tuổi, quê Phú Thọ, thuê trọ ở tầng 2 cho biết, khoảng 0 giờ 30 phút, vợ chồng anh đang ngủ thì nghe tiếng hô cháy. Bật dậy đẩy cửa nhìn ra hành lang, anh thấy lửa và khói bốc lên từ khoảng sân tầng 1 kèm nhiều tiếng nổ. Nhà chỉ có lối thoát hiểm là cầu thang bộ, hành lang hở phía trước. 3 phía còn lại là tường nhà hàng xóm. Phía trên lợp mái tôn bít kín. Trước tình thế này, người vợ vội bàn với anh chạy vào nhà vệ sinh, liên tục lấy khăn thấm nước bịt mũi để tránh ngạt khói. Sau đó, họ được lực lượng chức năng giải cứu, đưa đến bệnh viện. Anh Phạm Nam, sống gần ngôi nhà xảy ra cháy nói, khoảng 0 giờ 30 phút thì nghe tiếng chi hô cháy. Lúc này, nhiều người dân sống gần đó đều chạy ra ngoài rồi vài phút sau, khói lửa nghi ngút. Bên trong căn nhà có nhiều tiếng kêu cứu, nhưng do lửa quá to nên chúng tôi bất lực. Do không gian chật hẹp nên chỉ một số người hỗ trợ chủ nhà phá tường, đưa một số nạn nhân ra ngoài, anh Nam kể. Nhà Hoa Đông ấy, cháy to lắm. Để sự mất mát không trở thành vô nghĩa. Liên quan đến vụ cháy nhà dân tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, ngày 24 tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký công điện gửi giám đốc các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà trọ trên địa bàn thành phố. Trước đó vào hồi 0:46 ngày 24 tháng 5 tại hẻm 31 ngách 98 ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nơi bà hỏa thâm là một ngôi nhà ở và cho thuê để ở, được xây dựng khoảng 150 m2 trên tổng diện tích khu đất hơn 200 m2. Phần diện tích còn lại là khoảng sân trống để xe máy, xe đạp điện. Hậu quả là 14 người chết, 3 người bị thương. Việc điều tra làm rõ vụ cháy cũng như xử lý vi phạm đang được lực lượng chức năng tiến hành. Chính quyền đang tiến hành rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại các khu chung cư mini, nhà cho thuê để ở thành phố. Công điện nêu rõ, thực hiện công điện số 52 CĐ-TTG ngày 24 tháng 5 2024 của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục bám sát mục tiêu, yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường phối hợp lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức ít nhất 33 tổ công tác để thực hiện ngay tổng rà soát, kiểm tra 100% việc khắc phục các giải pháp trước mắt đối với nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy theo chỉ đạo tại công điện 991/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Việc hướng dẫn phải thể hiện bằng văn bản, kiến nghị rõ thời hạn hoàn thành và yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình cam kết thực hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Quá trình kiểm tra đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, thoát hiểm, xử lý tình huống chữa cháy ban đầu cho người dân, hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố qua Công an thành phố trước ngày 30 tháng 5 2024. Ủy ban thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ năng thoát nạn đối với người dân đang sinh sống, làm việc tại khu dân cư, nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy tổ chức rà soát cơ sở nhà trọ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Chủ trì đôn đốc, kiểm tra việc triển khai của các đơn vị, tổng hợp kết quả, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thăm hỏi, động viên đối với gia đình nạn nhân là học sinh đang theo học các trường của thành phố, đảm bảo kịp thời theo quy định. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động thành lập các tổ công tác để tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn, hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 2024, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 6 2024. Đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao còn lại, tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 2024, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 7 2024. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát đối với nhà trọ, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 100% cơ sở hoàn thành việc khắc phục giải pháp trước mắt đối với các loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân, nhất là cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.